cuộc gọi mua nhà từ vị khách sộp. Alo, tôi Khanh nghe đây à. Dạ, anh cho hỏi có phải anh đang bán cái căn biệt thự ở Củ Chi không ạ? À, dạ đúng rồi anh. Anh cho mình hỏi thêm là cái căn biệt thự này mình có bao luôn nội thất không? Cho nên nội thất của cô chú đã thiết kế toàn đồ xịn cơ mà. Sự dễ tính đáng ngờ. Với lại tôi nghĩ anh là kinh doanh về sắt thép mà. Trời ơi, mấy tiền tỷ thì đối với anh đâu có bao nhiêu đúng không? Chốt thì là chắc rồi, nhưng mà tôi cũng phải bàn lại với gia đình đó anh Khanh. Chuyện gì đã xảy ra? Sao hôm nay ông đi toilet gì mà lâu dữ vậy? Anh Hậu ơi, xe mình đóng tiêu rồi. Anh Hậu ơi. Chuyện cảnh giác 16:40 Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.